Đây mới là lý do chính mà Hà Lan nên chuyển tới Real. Ba lý do khiến Hà Lan không bao giờ giành được quả bóng vàng danh giá. Lý do thứ ba là lý do mà anh phải rời Man City. Hà Lan đã bỏ túi 52 bàn sau 53 trận, xô đổ hàng loạt kỷ lục, âm nhiều danh hiệu cá nhân cao quý như chiếc giày vàng châu Âu, cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA, FWA, cầu thủ hay nhất Premier League hay cầu thủ nam xuất sắc nhất năm của UEFA. Thế nhưng thứ cao quý nhất mà mọi cầu thủ đều mơ ước được chạm tới vẫn thuộc về Messi. Tuy nhiên, khi chúng ta nhìn lại lịch sử, có lẽ nó không có gì đáng ngạc nhiên. Thứ nhất, Hà Lan đến từ Na Uy, đội tuyển chỉ đứng thứ 46 trên thế giới và thậm chí còn không đủ điều kiện cho World Cup 2022 ở Qatar và Euro 2024 ở Đức. Đây sẽ là thiệt thòi không nhỏ dành cho Hà Lan trong giấc mơ giành quả bóng vàng. Bởi trong sự nghiệp, cầu thủ sinh năm 2000 vẫn chưa được dự giải đấu lớn nào ở cấp tuyển. Theo thống kê từ năm 1990, không có cầu thủ nào giành được quả bóng vàng trong một năm có World Cup mà không thể tham dự giải đấu. Chính điều này cũng dẫn đến lý do thứ hai của anh ấy. Ai cũng biết năng lực đội tuyển Na Uy của Hà Lan ra sao và tấm vé dự vòng chung kết hai giải đấu này còn khá xa vời với họ, chứ mơ gì đến chuyện tiến sâu hay giành chức vô địch. Đây sẽ là một điểm thiệt thòi lớn của Hà Lan nếu đặt lên bàn cân so sánh với những Jude Bellingham, Vinicius Junior hay Mbappe. Nhưng đây mới là lý do chính mà Hà Lan nên chuyển tới Real, Barca hay Bayern. Trong hơn 50 năm qua, chỉ có duy nhất hai cầu thủ chơi ở Premier League nâng cao Ballon d'Or. Và để có thể biết được chính xác hai cầu thủ đó là ai, các bạn có thể truy cập app July với 8 tính năng nổi bật như giao diện mượt mà, trải nghiệm chân chu, 365 ngày chat trực tuyến với các nữ MC xinh đẹp, tin tức thể thao, cập nhật hàng giờ, live score cập nhật tỷ số theo thời gian thực, tình báo Saba, phân tích dữ liệu đội tuyển toàn diện và chi tiết, phân tích trận đấu, hiểu sâu về các sự kiện thể thao, chat nhóm xuyên lục địa, chấp mọi múi giờ. Song, July vẫn cần cải thiện thêm ở top ranking, mỏ vàng content bóng đá, Manchester United mà lại không được xếp hạng ở đây là dội luôn đấy nhá. Các bạn đừng quên nhập mã giới thiệu VNK245U1 của Hoàng CT khi đăng nhập để nhận được thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn nhé.